Thì khi mình đã xiên thành xiên rồi các bạn nha, rất là ngon như thế này. Và bây giờ mình sẽ cho đi nướng ạ. Chả rất là thơm các bạn ạ. Đấy, bây giờ là quay rồi. Đấy, cái chị đi đến đâu thì lại quay đến đấy. Thơm quá, ngon quá. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách ướp thịt để mình luống nhé, bằng hành các bạn ạ, nước mắm và nước mắm ạ, hành hoa nhé, nước mắm, tương ớt và một chút bột ngọt nữa các bạn ạ. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ thái cái phần thịt này ra. Đây, cái phần hành hoa mình đã rửa sạch rồi nhé, gọi là hành lá đấy các bạn ạ. Thịt thì các bạn có thể mua thịt sấn vai nhé, để nó cả mỡ cả lạc ấy, thì nó sẽ ngon. Hoặc các bạn có thể dùng thịt nách hoặc thịt ba chỉ để vừa ạ. Mình dùng ở đây là 600g thịt. Miếng này là họ cần thiếu, họ cho vào thêm. Và bây giờ mình sẽ thái cái phần thịt này ra các bạn nhé. Mình pha ra thế để mình thái ra cho nó dễ các bạn ạ. Đây, các bạn sẽ thái cho mình cái phần thịt ra, mình thái dày dày một chút các bạn nhé. Khi chúng ta nướng cho vào xiên ấy, thì các bạn sẽ gập đôi để mình xiên nó ra. Ngày Tết ấy, thì chúng ta hay có món thịt nướng xiên như thế này. Thì các bạn không muốn ăn riềng này thì chúng ta ướp bằng hành như này nhé. Khi các bạn ướp như thế này, nếu mà các bạn không nướng bằng than hoa thì các bạn có thể nướng bằng nồi chiên không dầu các bạn ạ, hoặc lò nướng nhé, đều được hết ạ. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ thái cái phần hành vào để mình ướp nhé. Lá các bạn sẽ đập cái phần cẳng ra. Đây các bạn, mình sẽ cho vào đây phần bột ngọt nhé. Các bạn cho mình một thìa bột ngọt. Nước mắm ạ. Hai thìa canh nước mắm.
mình không cho bột canh các bạn ạ. Lên nào mình sẽ dùng bằng nước mắm. Và các bạn cho mình vào đây thìa tương ớt nhé. Nếu mà bạn nào ăn được cay nhiều thì chúng ta sẽ cho cay nhiều. Đấy, còn nếu thông thường thì chúng ta chỉ cần thìa tương ớt như thế này thôi. Để trộn đều lên cho nó ngấm gia vị vào. Thường ướp thịt để chúng ta nướng ấy, thì các bạn sẽ phải ướp cho mình khoảng 30 phút để cho nó ngấm đều gia vị vào. Thì sau đó thì mình mới xiên để mình nướng. Chứ mình đừng mà ướp nhanh quá mình đã ấy thì nó vị nó chưa ngấm vào thịt nhé. Bây giờ cái phần hành lá mình cũng sẽ cho vào để mình ướp luôn cùng nhé. Mình lấy độ thơm của hành lá này đấy ạ. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên cho mình nhé. Nhà mình thường có cỗ ấy, hay là có việc gì ấy, hoặc là rảnh rỗi thì thường hay nướng bằng hành như thế này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ để đây 30 phút sau mình sẽ xiên nhé. Đây các bạn, sau khi mình đã để thịt được 30 phút rồi các bạn nhé, các bạn sẽ đảo lại đều lên cho mình và mình sẽ cho vào cái xiên để mình xiên nó nhé. Thịt rất là thơm và ngon khi mình ướp hành như thế này nhé. Các bạn khi xiên ấy thì thường là hay xiên quay cái phần bì ra mấy ngoài. Thịt mình sẽ gấp phần đôi ra. Nếu bạn nào mà ăn được mỡ ấy, thì chúng ta dùng thịt ba chỉ ấy, thì nó sẽ không bị khô bằng nhé. Và nó sẽ béo ngậy luôn. Nhưng mà còn đâu nếu mà không ăn được mỡ ấy, thì tốt nhất là mua trứng vai giống của mình. Hoặc là các bạn mua thịt nách. Thì nó sẽ ngon hơn. Chứ còn đâu thịt mỡ thì như nhà mình nướng thịt mỡ ấy, thì các con nhà mình sẽ lọc hết cái phần thịt nạc ra ăn chứ còn mỡ là bỏ. Thì thịt ba chỉ nó nhiều mỡ như thế ấy. Phần bì ấy, mình cho quay ra ngoài ấy, khi mình đã nướng chín ấy, thì cái phần bì này nó sẽ giòn các bạn ạ. Đấy các bạn cứ quặn như thế cho mình nhé, cứ xiên như vậy cho mình cho đến hết. Và sau đó thì mình sẽ cho lên bếp than để mình nướng các bạn ạ. Các bạn nướng thành những xiên chả như thế này cho mình nhé. Xiên thành những xiên chả như thế. Khi chả đã được rồi các bạn nhé, mình sẽ lấy ra. Rất là ngon như thế này. Thì các bạn mình cứ chỉ cần nướng om như thế này để cho cái phần thịt nó chín nhá, chứ không cần phải là nướng với lửa to ấy.